đối tác đã lên Grab nhưng chưa có đơn, đối tác đang không biết làm sao để tăng doanh thu hiệu quả, đối tác đang phân vân không biết chạy quảng cáo như thế nào để tiết kiệm chi phí mà vẫn đạt hiệu quả cao. Nhà hàng của đối tác bị chìm nghỉm trong danh sách dài các nhà hàng tương tự nhau. Đây là những câu hỏi thường gặp nhất của đối tác khi gia nhập Grab. Không sao hết, chúng tôi ở đây để giúp đỡ đối tác. Chào mừng đối tác đến với video hướng dẫn thúc đẩy doanh thu cùng quản lý tiếp thị. Làm sao để tăng doanh thu chắc chắn luôn là mối quan tâm đầu tiên của đối tác khi tham gia hoạt động với Grab. Chúng tôi đã khảo sát và thống kê được hơn 45% đối tác chưa biết hoặc chưa nhận thức các kênh marketing trên Grab. Hơn 40% đối tác nói rằng chi phí và tỷ lệ chuyển đổi là yếu tố quan trọng nhất khi lựa chọn nền tảng quảng cáo. Nhận thức được các khó khăn của đối tác, chúng tôi đã tiến hành cải tiến tính năng quản lý tiếp thị với rất nhiều công cụ tạo chiến dịch quảng cáo cực kỳ hữu ích. Tối ưu hóa công cụ quảng cáo, sự xuất hiện của chiến dịch tiêu điểm, thay đổi cách tính chi phí CPO, chỉ trả chi phí khi đơn hàng thành công. Tất cả được gói gọn trong một nút bấm duy nhất để đối tác có thể dễ dàng truy cập như trên màn hình.